Chào các bạn đã quay trở lại với S Channel. Và nếu mà các bạn thắc mắc là mình đang ở đâu thì sẽ bật mí cho các bạn biết rằng đây sẽ là một cái vlog rất là thú vị. Đây sẽ là vlog về một ngày đi làm của Mộc Thảo tại S Channel. Còn nếu mà các bạn thấy hứng thú thì hãy nhớ xem đến hết video nha. Bây giờ đang là 8 giờ sáng, mình vừa mới thức dậy xong. Điều đầu tiên mà các bạn thức dậy thì các bạn sẽ làm gì? Đánh răng, rửa mặt, skincare ăn sáng đúng không? Tất nhiên rồi, vì mình cũng như thế. Sau khi mình đã đánh răng rửa mặt xong rồi thì sẽ đến một bước rất là quan trọng vào mỗi buổi sáng của mình, đó chính là skincare và thoa kem chống nắng. Như mọi người biết đấy thì ở miền Bắc bây giờ đang là một thời tiết rất là hanh khô. Nếu mà chúng mình không skincare vào mỗi buổi sáng ấy thì da của mình sẽ rất là khô. Kem chống nắng nha, bước rất là quan trọng. Khi mà đã skincare xong hết rồi thì mình sẽ đi ăn sáng và chuẩn bị để tới văn phòng thôi. Ok mọi người ơi, và bây giờ là mình đã đến văn phòng rồi nha. Mình giới thiệu sơ qua mọi người nhé. Cái tầng đầu tiên của mình sẽ là chỗ để quay, để set up các thứ, nhưng mà đây nó chưa hoàn thiện hẳn. Đó, rồi lại nhìn qua cái góc bên này thì nó vẫn còn hơi thiếu một chút đâu. Đèn đó rồi đồ trang trí tách ra. Nhưng mà dần dần thì văn phòng mình cũng sẽ hoàn thiện tất cả mọi thứ rồi. Thang máy nha. Vâng, xin chào mọi người. Em đến rồi, hôm nay em đến sớm không anh Huy? Em đến quá đúng giờ luôn. Vâng, và đây là khu vực tầng 2 của bọn mình. Ở đây thì đa số sẽ là các VJ ngồi làm việc ở đây để bọn mình có thể sáng tạo ra những content rất là thú vị trên kênh YouTube nha mọi người. Hiện tại thì văn phòng của mình đang có tầm 6 tầng. Đấy, nhưng mà mới chỉ vào hoạt động là có tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thôi. Bởi vì là bọn mình mới đến đây cho nên là các phòng vẫn chưa được hoàn thiện lắm. Tuy nhiên, thiếu gì thì thiếu, cũng không thể nào mà thiếu được một chiếc máy lọc nước. Ở văn phòng cũ của bọn mình thì có một chiếc máy lọc nước mà nó là một cái bình lọc nước bình thường thôi. Nhưng vấn đề là ở văn phòng cũ là chỉ có một tầng thôi mọi người. Cho nên là mọi người phải thay phiên nhau là bê cái bình đấy lên xuống. Nhưng ở đây bọn mình có tận 6 tầng liền. Không có ai có thể đủ sức khỏe để mà có thể bê từ tầng 1 lên tầng 6 hết. Và đây là anh Huy rất là quan tâm nhân viên. Anh Huy đã chuẩn bị ngay cho mình một chiếc máy lọc nước Aerosmith nha. Với chiếc máy Aerosmith đến từ thương hiệu Mỹ này thì sẽ giúp cho bọn mình có một nguồn nước sạch, an toàn và đặc biệt là tốt cho sức khỏe của nhân viên nha. Theo như nguyện vọng của các nhân viên như là bọn mình chẳng hạn này, thì bọn mình mong muốn là công ty văn phòng mới sẽ có một khu vực gọi là pantry để có thể là uống trà, ăn uống, trà chiều, các thứ. Vậy cho nên là anh Huy cũng đã chuẩn bị một góc pantry cho văn phòng mình, nhất là ở tầng 2 này mọi người ạ. Và chiếc máy lọc nước này rất là nhỏ gọn và tiện lợi để có thể để gọn gàng một góc như này ở cái khu vực pantry như thế này mọi người ạ. Sau một vòng quanh văn phòng mới thì bây giờ là đến lúc mình phải làm việc rồi mọi người ạ. Ngày hôm nay thì như các bạn có thể thấy thì hôm nay văn phòng mình các nhân viên và sếp đến rất sớm. Như bạn Hà của mình đây là một người không bao giờ đến văn phòng vào buổi sáng. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã đến từ tờ mờ sáng nha. Mình ngày nào cũng đến vào cái giờ này chỉ có Thảo nó đến muộn thôi. À thế ạ, à, vâng. Đấy từ... Thảo mới chăm chỉ thế nào? Ồ, tất nhiên rồi anh. Ủa hôm nay em có lịch quay mà anh quên à? Ôi, quá đi thôi. Đấy. Quay cái gì đấy? Quay đồ ăn chung, anh có muốn tham gia không? Không. Hôm trước em quay cùng nó một số mà về em bị đau dạ dày. Câu mỏng nhất, vâng. Em nhận xét là làm UT khó hơn hay làm content gì khó hơn? Để mình nói cho mọi người nghe nhé, làm okay. UT về phần nội dung thì ok, nó cũng không quá khó vì nó cũng là đồ ăn. Thế nhưng mà xét... Tức là bảo khoản... là con UT... À thế à? Không, kém. Nhưng mà xét về cái khoản là chờ đợi cũng như là set up cũng như là sự dề dà trong khâu review thì tôi thật sự nói thật với các bạn, chưa bao giờ tôi quay cùng một team nào mà quay cái một cái video 10 phút thôi mà quay 2 tiếng đồng hồ. Ôi giời ơi, ôi. Cái lúc Thảo bắt đầu đến từ tờ mờ sáng là 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều mới được quay. Một video cắt 2 ngày chỉ cắt không thôi. Thế đây là 2 ngày 3 tiếng, 2 ngày 3 tiếng trong một cái video 10 phút. Đấy, các bạn thấy không? Chứng tỏ là video của UT rất chất lượng. Đúng, rất chất lượng và rất là tỉ mỉ nha. Bây giờ thì cũng đã đến giờ là mình phải nghiêm túc làm việc rồi, mọi người tập trung làm việc thôi. Ê, công việc của mày hàng ngày chỉ như này thôi à? À không, công việc của tao hàng ngày là đi nhắn tin cho khách hàng. À thế à? Lại lục khách hàng, em xin anh. À ok. À, bây giờ anh mà muốn dự án đúng tiến độ thì em xin anh. À, anh là anh phải rep mail em. Yes. Ok. Đừng đặt.
Và bây giờ thì bắt đầu chính thức bước vào công việc của ngày hôm nay của mình đây. Bởi vì hôm nay là mình có lịch quay với cả UT, cho nên là bây giờ thì mình sẽ check lại kịch bản và check lại các đồ mà hôm nay bọn mình sẽ quay, đồng thời là sẽ gọi các thành viên đến để chuẩn bị thật sớm để cho set quay ngày hôm nay. Nội dung quay của UT ngày hôm nay đó chính là check các đồ ăn vặt trên Taobao, và đặc biệt là mình rất hứng thú với một món đồ ăn vặt, đó chính là mì siêu cay siêu to khổng lồ mọi người ạ. Còn nội dung như thế nào thì mọi người hãy nhớ đón xem trên S Channel nha. Ajinomoto, mấy giờ rồi anh đến đi? Đang đâu cơ? Đường Nguyễn Lương Bằng á? Nguyễn Lương Bằng nào? Chỗ nào? Sao đến văn phòng cũ à? Mình chuyển văn phòng rồi mà. Này anh ơi, sắp bụt giờ nơi rồi này. Thế nhá anh nhá, ok anh. Tất nhiên rồi, trời ơi. Alo anh Trung à? Thế anh đến chưa à? Vâng. Dài đẹp. Vâng, chuẩn bị quay anh nhé. Có anh Đức này, anh Đức thì chắc chắn là không nghe máy. Vâng, không nghe máy. Chào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi pha mì cho team của mình. Thì ở tầng 2 này đã có một chiếc máy Aerosmith rất là nhỏ gọn, tiện lợi và được để một góc như thế này thôi. Nó có đầy đủ các chức năng như là nước nóng và nước thường, được tận dụng để uống, pha cà phê cũng như là nấu mì. Và ngay bên cạnh cái nút nước nóng này thì mọi người có thể ý là nó có một chiếc khóa an toàn đây để tránh bấm nhầm vào nước nóng. Ví dụ như là nhà có gia đình có trẻ con được hạn này thì trẻ con hay kiểu tay máy tò mò đúng không? Sẽ bấm nhầm và dễ bị bỏng. Không, sao trách anh? Việc của mình đã xong đâu. Sau khi mà quay xong cho UT rồi thì bây giờ mình phải check lại suộc đã quay. Nói mọi thứ trong tay mình, mọi thứ mà vào tay mình là phải chỉnh chu từ đầu đến cuối nha. Chịu đấy, thế thôi. Em nghĩ là công việc của em này thôi. Bây giờ mình phải đi pha một cái gì đấy cho tỉnh táo. Ngồi edit cả buổi thì bây giờ mình tự thưởng cho mình một cốc trà mọi người ạ. Ở dưới tầng thì bọn mình đã có một chiếc máy Aerosmith H1, còn ở trên này thì là một chiếc máy xịn hơn, cao cấp hơn, Aerosmith BET. Như mọi người có thể thấy thì chiếc máy lọc nước ở tầng 3 đây nó có một sự khác biệt so với cả máy lọc nước ở tầng 2, bởi vì ở trên này nó là máy lọc nước dạng cây đứng. Nhìn bên ngoài của nó thì cũng khá là sang trọng và hiện đại. Thông thường khi mà mọi người sử dụng máy lọc nước thì mọi người sẽ quan tâm đến cái tuổi thọ của lõi lọc. Với hãng Aerosmith này thì cái lõi lọc của nó đã có một cái tuổi thọ khá là dài hơn so với các loại lõi lọc thông thường. Trong đó thì có lõi lọc RO Sidestream có tuổi thọ lên đến là 3 năm. Thế là mọi người sẽ không phải lo lắng về cái việc mà thay lõi lọc quá là nhanh. Rồi, công việc edit trên này kết thúc rồi, bây giờ mình sẽ xuống tầng 2 để tiếp tục với công việc của mình. Anh Huy này. Anh đây. Giới thiệu với mọi người, đây chính là nhà tài trợ chính của hai chiếc máy lọc nước văn phòng mình. Đấy, từ lúc mà làm việc đến nay là lần đầu tiên mình thấy anh Huy quan tâm đến sức khỏe anh chị em nhân viên đấy. Mày lại hơi nhầm, trước giờ anh lúc nào cũng quan tâm đến sức khỏe các em ạ. Vâng. Đợt này là anh trưởng thành và anh đầu tư rồi. Thế anh cũng tìm hiểu rồi, đây là Aerosmith, một thương hiệu đến từ Mỹ, bản thân gia đình anh cũng đã sử dụng. Nói chung là cái ưu điểm lớn nhất là vận hành ổn định này, thời gian thay lõi lọc lâu này, anh tiết kiệm chi phí á. Vâng, em cũng chỉ nói thế thôi, chứ thật ra em cũng tìm hiểu rồi. Chiếc máy Aerosmith này là được bình chọn máy lọc nước xuất sắc nhất trong Tech Award 2021 đấy. Mày lại coi thường tao, tao còn tìm hiểu kỹ hơn mày nhá. À thế ạ, vâng. Trung bình 1 lít nước lọc chỉ mất tầm 250 đồng đến 350 đồng. Trong khi bây giờ mày mua một cái bình 19 lít thì tầm 60.000. Đấy, tính ra là tầm 3.000 đồng một lít. Mày sử dụng cái này là mày còn tiết kiệm được chi phí hơn nhá. Wow, đúng là sếp của khác, mọi người làm cái gì cũng phải tính toán suy nghĩ nha. Đúng rồi, anh bây giờ anh thấy là bọn mày nên mua một cái để nhà. Chi phí đầu tư ban đầu thì cũng hơi cao một tí, là tầm 8 đến 10 triệu. Nhưng mà sử dụng lâu dài vài năm đấy, các thứ lại còn an toàn cho sức khỏe, vận hành ổn định hơn. Vâng. Chứ thỉnh thoảng gọi nước hơi mất thời gian thôi. Vâng. Nhưng mà em sẽ nghĩ là bao giờ văn phòng mình chuyển nhà để em đấy. Xin ké, em không có tiền. Thôi đi em ơi, tự mình mua đi nha. Chắc tăng lương cho em. Anh tăng lương cho em. Không. Anh Huy tăng lương. Trở lại với bàn làm việc của mình thì mình cũng chỉ là nhân viên part-time thôi mọi người. Sau khi mà hoàn thành xong công việc của mình thì mình sẽ quay trở lại để sắp xếp được cái lịch học của mình cũng như là học on ở trên trường. Thật ra là mình cũng chưa có ra trường đâu mọi người ơi.
Còn anh chị full time thì anh chị sẽ phải làm việc nhiều hơn, cũng như là phải quay nhiều hơn so với mình. Đó có thể coi là một ngày làm việc của mình tại văn phòng mới. Còn nếu mà các bạn thấy thú vị thì hãy nhớ like và subscribe kênh S Channel nha. À, thật ra là bây giờ bọn mình đang có một đợt tuyển VJ mới cho S Channel. Nếu các bạn quan tâm thì hãy nhớ theo dõi kênh page của S Channel nha. Còn bây giờ thì bye bye.